tiếng gầm hiệu triệu. Đây, Quy Một lao vào đúp tấn công. Ây da, kích hoạt chiêu cuối chạy, tốc biến chạy. Ok, vừa rồi thì có lớp giáp đến từ cái chiêu cuối đó anh em. Nili đang có mặt ở đây, ném lao hóa bảo lao vào tấn công, và đó điểm hơn cũng dành cho Bay Phương. Ok là Echo cũng đang có mặt ở đây, Bay Phương chưa về, hỗ trợ cho Nili lao vào tấn công. Quy Một, Quy Hai dứt điểm và hồi phục cái lượng máu, tấn công tiếp vào người của Nautilus. Ôi sát thương cơ. Alo, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình cùng đến với Bay Phương với con tướng Nam Phi Ri ở khu vực giữa ở mức ranh thách đấu siêu cấp Trung Quốc để coi cái màn trình diễn của Bay Phương sẽ là như thế nào đối với vị tướng mới của Liên Minh hiện tại. Chúng ta hãy cùng đi thôi. Rồi, ok, chúng ta hãy cùng điểm qua những cái anh tài có mặt ở trong cái ván thi đấu này ha. Đều là những hảo thủ của mức ranh thách đấu siêu cấp Trung Quốc anh em ơi. Có Kim Cương, có Đại Cao Thủ, và quan trọng hơn nữa là có rất là nhiều ông ranh cao. Kai'Sa ranh 25, Blitz ranh 8, Revenge ranh 13, Cá Sấu ranh 26, Seiya ranh 33, Ác Thật Sự. Và Bay Phương cũng đang ở cái mức ranh là thách đấu anh em ha. Rồi, đối với cái kèo chức tướng Nafiri thì hãy cùng đến với cái bảng ngọc của Bay Phương. Chúng ta sẽ có chinh phục hiện diện trí tuệ, huyền thoại kháng, chốt chặn cuối cùng. Kết hợp cùng với đó là nhánh phụ kiên định có giáp cốt với lại lan tràn. Ngoài ra thì Bay Phương không lấy tốc độ đánh ha. Đây là một con tướng mà đánh theo chiêu. Nhờ không để ý thấy là cái sát thương đến từ con chó này nó là bao nhiêu nữa. Ây da, mất cái giáp cốt lao vào tấn công Quy 1, Quy 2. Trời ơi, 1 phần 3 máu của Revenge anh em ơi. Sát thương là quá nhiều. Quy 1 thì hình như là scale theo 20% sức mạnh công kích được tăng thêm. Nhưng mà nếu trúng Quy 2 thì nó tăng lên tới con số là 70% hay sao đó anh em. Sát thương rất nhiều ha. Đây, tiếp tục là mình đúng Quy 1, Quy 2 tốt. Và chưa kể đó là có thêm cái lượng sát thương đến từ chó cắn và chảy máu nữa. Cái lối chơi của con Nafiri này Linh thấy phần nào đó nó khá là có cái điểm tương đồng với lại Talon hoặc là Tiana. Bởi vì những con tướng đó là những con tướng có cái combo dồn sát thương trong khoảng thời gian ngắn. Thì con Nafiri này Linh có coi qua một vài những cái video hướng dẫn cái cách combo của Nafiri. Thì mình đang thấy là có cái combo thông dụng nhất á, là quy 2 lần để rỉ máu. Còn cái combo mà dồn đam á, là quy 1 nè, xong kích đúp luôn. Ở trên cái đường đúp chúng ta quy với lại e cùng lúc, sát thương rất nhiều ha. Và combo này sẽ được cường hóa thêm nếu như chúng ta kích chiêu cuối lên nữa. Chiêu cuối thì nó sẽ tăng thêm sát thương, với lại có thêm cái lớp giáp ảo nữa nè. Đó, đó là một vài những cái điểm lưu ý của mọi người ha, khi mà chơi Nafiri. Ngoài ra thì cái kỹ năng e xé xác thì có thể lướt qua những cái vách đá mà nó mỏng mỏng. Rồi, quay trở lại với ván thi đấu này. Tiếp tục là tình huống Quy 1 ổn áp, Quy 2 vẫn trúng. Tốc độ đường đạn nó khá là nhanh nữa. Ok, đối với Nafiri chúng ta sẽ mắt Quy mắt E. Liên tiếp là những tình huống cống rỉ máu quá khó chịu. Nearly thậm chí là tấn công vào khu vực rừng nữa. Revenge khúc này đang khổ rồi. Phép bổ trợ mà Bay Phương hướng tới với con tướng Nafiri này sẽ là một cái tốc biến và thiêu đốt. À, thật ra Linh chưa test cái tương tác của kỹ năng với lại cái tốc biến. Ví dụ như chúng ta có thể Quy flash được hay không, chúng ta có thể air flash được hay không. Nếu bạn nào có chơi rồi mà bạn nào mà biết đó, thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho Linh được biết với nha. Nhắc ra một dịp né chiêu khá là ổn nha. Lao vào tấn công, trả ngược trở lại sát thương quá nhiều đến từ Bay Phương. Ui, sát thương kia. Revenge vừa rồi mới về nhà, hướng tới được một cái lưỡi liềm. Nhưng không ăn thua rồi. Sát thương nhiều thế nhờ. Cái Quy 2 sau khi mà tiêu diệt được tướng thì sẽ hồi phục được cái lượng máu lớn ha. Rồi, liên tiếp là những tình huống cống rỉ máu đến từ Bay Phương. Farm xe rồi, Echo thì đang có mặt ở đây. Lên cấp độ 5 rồi, Quy 1 vẫn tiếp tục trúng. Đúp lao vào tấn công, Quy E tấn công tiếp kích được chinh phục rồi. Đau thật sự anh em ơi. Và thi đấu vừa rồi thì Bay Phương khựng lại một dịp, sau đó mới tái kích hoạt E. Bởi vì Bay Phương đang chờ đợi cái biến số, coi Echo có ra găng kịp hay không. Nếu Echo ra găng kịp thì Bay Phương E chạy. Còn Echo mà ra găng không kịp á, thì Bay Phương đơn giản là E gây sát thương thôi anh em. Khó chịu thật sự. Khả năng dọn lính cũng khá là ok ha, khi mà chúng ta có những cái chiêu thức mà nó xuyên mục tiêu. Đây, ví dụ Quy 1 nè, xuyên mục tiêu nè. Quy 2 nè, đó, E trúng đa mục tiêu luôn.
khá là ổn áp đấy chứ. Rồi chuẩn bị lên sóng luôn rồi, ăn xong cái đợt lính ở 5 phút lên sóng trọn vẹn. Lên cấp độ 6 thì có thêm cái lượng sát thương đến từ tiếng gầm hú trận nữa, tiếng gầm hiệu triệu. Đây quy một lao vào đúp tấn công. Ây da, kích hoạt chiêu cuối chạy tốc biến chạy. Ok, vừa rồi thì có lớp giáp đến từ cái chiêu cuối đó anh em. Nili đang có mặt ở đây, ném lao hóa bảo lao vào tấn công, và đó điểm hòa cũng dành cho Bay Phương. Ok là Echo cũng đang có mặt ở đây, Bay Phương chưa về, hỗ trợ cho Nili lao vào tấn công. Q1, Q2 dứt điểm và hồi phục cái lượng máu, tấn công tiếp vào người của Nautilus. Ôi sát thương kìa. Mỗi cái sát thương nó nhiều quá anh em ơi. Rồi về nhà lần này thì Bay Phương sẽ có một cái dàn khai sáng, giảm thời gian hồi chiêu kết hợp cùng với lại một cái dàn hung tàn, có thể hướng tới một cái dạ kiếm Rakha hoặc là một cái nguyệt đao. Đang có ý định tấn công ra khu vực giữa, kích R lên, kích đúp lao vào tấn công, đấm móc, ui không có đường về. Đúp nó chỉ thẳng đầu anh em ơi. Rồi như đã nói, cái kỹ năng E sẽ sát đến từ con Nafiri thì nó có thể lướt qua những cái bức tường nhỏ, hoặc thậm chí là cái bức tường ngay cái gần trụ bột nè, vẫn có thể lướt qua được nè. Đúp lao vào tấn công vào người của Echo khá là đơn giản. Đây cái vị trí mà Bay Phương đang đứng anh em, thì mình có thể e qua bức tường phía bên đây. Chỉ có một vài những bức tường mà nó dày dày ơi là dày á thì mới không e qua được ha. Rồi vì ven khó về rồi, sẽ là một tình huống đại trụ của ba thành viên của phi team Bay Phương. Bay Phương đang còn full máu, có bùa đỏ lao vào tấn công trước tăng trụ. Q1 hụt, Q2 trúng đánh tay e giật ra, pha băng trụ rất dễ dàng. Revenge Batman. Sau khi tấn công được Revenge thì Bay Phương tiếp tục di chuyển ra khu vực giữa, đánh vào người của cá sấu. E lao vào tấn công, có thủy lưu tầm diệt kích chiêu cuối, gia tăng thêm cho mình đó sự cường hóa. Con chó vừa rồi nó chặn được cú móc của Nautilus. Bay Phương tốc biến chạy, E chạy. Thoát rồi. Đã thoát về được. Con chó nó che cái hitbox ác. Khi mà mình kích chiêu cuối lên, đang có tình huống tấn công là Q1 nè. Kích R lên lao vào đúp tấn công sát thương là quá nhiều. Rồi Revenge full máu bắt buộc phải về rồi, nhớ mẹ rồi. Ngay lập tức đó cũng là một cái tình huống mà Bay Phương cũng đã phải đầu tư luôn cái thiêu đốt. Sát thương là chưa đủ, nhưng sau đó quay ngược trở lại tấn công cùng với đồng đội của mình. Q1 trúng vào cá sấu, E lao vào tấn công Q2 có đúp. Bị ngắt rồi. Đó đúng Nautilus ngắt cú đúp vừa rồi của Bay Phương. Nhưng sau đó cái giá phải trả là ta cũng sẽ bị tiêu diệt. Quyết định của Bay Phương là sẽ hướng tới một cái rìu đen của món trang bị thứ hai ha. Như vậy build theo cái kiểu dạng đấu sĩ, có nguyệt đao, có rìu đen, xong món 3 thì có thể cân nhắc lên một cái cung xanh. Rồi cái chiêu cuối tiếng gầm hú trận của con Nafiri á, nó sẽ giúp cho Nafiri có thêm một cái lượng tầm nhìn, tốc độ di chuyển. Và ngoài ra thì vị tướng nào mà bị gây sát thương đầu á thì có thể tạo ra một cái lớp giáp ảo nữa dành cho Nafiri ha. Q1 trúng nè, đúp lao vào tấn công chỉ thẳng đầu như thế này thì Revenge làm sao mà chạy. Có chém gió nhưng sát thương không thấm. Revenge một lần nữa đã phải nằm xuống rồi. Một năm cho Revenge. Rồi sau một tình huống tấn công lên khu vực đường trên, dứt điểm được Revenge thì con sứ giả này cũng được hiệu triệu luôn. Lấy được trụ 2 khá là dễ dàng. 704 là KDA ở thời điểm hiện tại của Bay Phương. Khu vực đường dưới mình đang có một pha một cân 2. Ác, dây vừa rồi có một tình huống một cân 2 rồi. Bốn thành viên của phi team Bay Phương quyết định là tấn công vào trụ ở khu vực đường trên, tốc biến đấm móc R và tiêu diệt được Seiya rồi. Ok, nice. Revenge lao vào tấn công Bay Phương, cá sấu tương tự là như vậy. Bay Phương tốc biến vẫn bị làm choáng hai hit của trụ, nhưng mà cá sấu không đủ sát thương rồi. Phía bên kia thì các thành viên của phía team một quá đông, chó chịu hit bóc của trụ nữa kia, ác thật sự. Chó chịu hai hit của trụ ở trong pha thi đấu vừa rồi thì phải. Lao trúng là tấn công đến từ Nearly. Một pha thi đấu khá là khéo của anh ta khi mà anh ta không phải chết. Nhấp nhã khá là khó chịu. Rồi ok anh em ơi. Ui, kích chiêu cuối lên và có tầm nhìn. Tầm nhìn thậm chí là xuyên qua vách đá. Ác ha. Đây là một con tướng quá thú vị rồi anh em ơi. Lao vào tấn công tiếp. Chạy hộ một cái. Kích cánh lên. Tiếng hú
của bầy đàn truy đuổi cá sấu chạy không nổi. Linh xin phép dịch ngược trở lại coi cái pha thi đấu này một chút ha. Pha này thì ở đây không có tầm nhìn, khi mà kích cái chiêu cuối lên thì mình có thể là có tầm nhìn ở sâu những cái chỗ mà khuất sai luôn. Ác. Cái này nó hơi bị phi logic một chút xíu. Rồi ok. Thường là cái tầm nhìn vừa rồi nó sẽ là cái tầm nhìn của chim ưng anh em trên cao. Nhưng mà đây là con chó có tầm nhìn nó cũng hơi dị. Kiểu như là có cái khả năng ngửi ngửi giống Warwick á thì không nói. Hơi phi logic ha. Rồi ok, hãy cùng coi tiếp những diễn biến pha trong pha thi đấu này. Seiya tấn công được Kai'Sa. Lily có mặt ở đây là vào hồi máu. Bay phần vẫn đang nhấp nhả. Kích đúp tấn công vào người của Nautilus E. Tấn công tiếp vào Seiya. Đầu thật sự. Triple kill dành cho Nili ở trong cái pha thi đấu vừa rồi. Có bù lại là Baron tấn công tiếp vào cái trụ ở khu vực dưới. Nili đã nằm. Seiya quay ngược trở lại với bảo tố nổi dậy của mình. Kai'Sa cũng nằm. Bay phần sẽ làm gì trong pha thi đấu này? Móc không trúng. Quy một trúng nè. Kích R lên, lao đúp vào. Có một cái chiêu cuối đến từ Echo. Bay phần bắt buộc phải tốc biến để có thể chạy. Quy một quay ngược trở lại, Blitz tốc biến đấm móc, và đó là điểm hạ gục thứ hai dành cho Bay Phân ở trong tình huống băng trụ vừa rồi của anh ta. 11-08 rồi, KDA quá tuyệt vời dành cho Bay Phân với con tướng Naafiri. Rồi, Bay Phân hỗ trợ cho Blitz có thể về. Dao găm Darkin làm chậm. Dao găm Darkin lần hai gây sát thương khá là đau. Cả sáu bắt buộc phải rút lui mà thôi. Mà cái tên của cái kỹ năng của Bay của Huy kéo trúng là lao vào tấn công kích luôn cho bên đó chiêu cuối đúp, thì phía bên kia cá sấu có đồng hồ, cá sấu tốc biến rồi, cá sấu đã nằm. Double kill dành cho Nearly. E qua phía bên kia vách đá không, tấn công revenge trước, E lao vào gây sát thương còn đúp, nhưng đó là một tình huống mà Bay Phân đã bị kiệt sức. Bây giờ hết kiệt sức lao vào Seiya, quá đau với tình huống giao găm đắc chinh vừa rồi của Bay Phân, thậm chí có luôn cho mình đó thêm cái điểm hạ gục của Echo nữa. Và có lẽ như ván thi đấu này cũng sẽ kết thúc ở đây anh em ơi. Các thành viên của phía team 2 cũng đã chịu không nổi. Đây là một con tướng khá là mạnh ở trong cái phiên bản này. Thì anh em và lối chơi của nó cũng rất là trực quan anh em. Biến mình thành con tướng đấu sĩ. Hy vọng là anh em có thể chơi con tướng này và có kết quả tốt ở trong những trận ranh của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video lần tiếp theo. Bye bye.